bạn đang có kế hoạch du học trong năm 2025, triển lãm du học quốc tế IDP, đại tiệc tuyển sinh tháng 1 2025 đang chờ bạn với sự tham gia của hơn 70 trường hàng đầu đến từ 5 quốc gia Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand. Suất học bổng trực tiếp lên đến 100% tại sự kiện, xin vía đậu học bổng xịn từ các thợ săn xuất sắc. Tư vấn du học từ A đến Z miễn phí. Nộp đơn nhanh chóng và nhận thư mời nhập học nguyên tắc với tính năng Fastlane, hỗ trợ trọn gói dịch vụ SES dành cho du học sinh. Triển lãm du học quốc tế của IDP sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký tham gia ngay.